chỉ với tầm khoảng là 4 triệu thôi là mình đã có thể sở hữu ngay được một siêu phẩm ở dòng xe tay ga Honda của nhập khẩu Indo nhé. Hiện tại thì bên cửa hàng của Chất Liệu sẽ bán những mẫu xe nhập khẩu của Indonesia. Và đối với lại dòng xe Vario thì hiện tại chỉ có ở phiên bản 125 và 160. Thì giá của em nói thì đang dao động tầm khoảng từ 37 triệu trở lên thôi. Giá này chưa bao gồm phí ra biển số giấy tờ gì hết ha. Với một em siêu phẩm như thế này, mối ngoại hình khá là cá tính, các bạn, khá với những bạn nào mà đam mê sự cá tính nè, trẻ trung và năng động thì các bạn nên sở hữu những cái mẫu xe tay ga như thế này. Với thiết kế ở bản 2023 này là một thiết kế đột phá hơn, mới mẻ hơn và hút mắt khách hàng hơn so với lại những thiết kế cũ ha. Thì với mua góp thì các bạn chỉ cần đưa trước tầm khoảng từ 4 triệu trở lên thôi là mình đã có thể sở hữu ngay được một siêu phẩm như thế này rồi. Thì đối với lại những bạn nào đang là sinh viên hay là những bạn nào đang đi làm thì vẫn có thể được sở hữu được cái mẫu xe như này ha, bất cứ ai cũng có thể sở hữu được xe này với điều kiện phải là 18 tuổi trở lên mới có thể mua góp được các bạn ha. Và ví dụ như mình có khả năng hơn thì mình đưa trước 40% giá trị xe, mình sẽ được hưởng ngay gói cả về gốc và gói lãi suất thấp nhất của hệ thống nhé. Thì bên tài liệu đây là một em màu đỏ, một em màu xanh, thì đây là hai mẫu xe mà bên cửa hàng của Chất Liệu đã sơn lên. Và đây là hai mẫu xe được gọi là rất là lâu đời tại cửa hàng của Chất Liệu rồi. Nó có thể là được ra mắt từ những cái năm đầu tiên mà bên Liệu lên những cái màu sơn 3D thì đã lên cho các bạn là màu xanh lục bảo này, đỏ candy và xanh xi măng. Đây là ba tông màu chủ đạo tại cửa hàng của Chất Liệu luôn. Cho nên là bên Liệu thì sẽ không có giới thiệu quá chi tiết về tem của em nó, tại vì thực tế Vario nó không có quá nhiều tem, nó không có tem luôn á, nó chỉ có một màu từ trên hôm dưới là như vậy thôi. Nên là những bạn nào mà có thể tự thiết kế cho mình một cái tem như thế nào đó thì các bạn có thể liên hệ với Chất Liệu, thì Chất Liệu sẽ lên theo yêu cầu của các bạn luôn ha. Thực tế ra thì dàn áo của Vario nó cũng khá là nhiều, cho nên là lên tem thiết kế tem thì nó cũng khá là đẹp. Mà ngoài ra thì bên Liệu có thêm một số những màu khác nữa thì Liệu sẽ giới thiệu cho các bạn luôn nhé. Như bên tài liệu đây là có màu xám xi măng này, màu hồng này là một màu hồng sen, đây là gọi là một màu hồng mà ở thời điểm đầu năm 2023 này nó là gọi là đang là màu hot trend hay sao. Thì cảm thấy rất là nhiều khách hàng thích đi xe màu hồng này, mặc áo màu hồng, mặc quần màu hồng, nói chung là đang là cái màu đồng giống một thời điểm là màu tím hot đó các bạn. Thì hiện tại là màu hồng hot á, xanh ngọc hay là màu cam, rất là nhiều những bản màu như màu đổi màu, như là màu nhớ được đổi màu, tức là màu sơn 3D được kết hợp giữa hai cái màu khác nhau đơn giản, như là màu tím xám hay là màu tím titan, đó là hai cái màu được kết hợp với nhau ha. Thực tế nói về màu sơn 3D thì Minh Liễu rất là nhiều màu, rất là tự tin về những màu sơn 3D luôn. Có lên tới hình như là đối với lại dòng Vario có hai mấy màu sơn khác nhau luôn. Thì cũng có thể là một màu xanh ngọc, nhưng mà kiểu xanh ngọc nhẹ hay xanh ngọc đậm gì đó, nhưng mà những cái thiết kế màu mà khá lạ mắt. Thì những bạn nào đang thích cái thiết kế như nào thì hãy liên hệ với Chất Liễu, Chất Liễu sẽ gửi mẫu từng phiên bản một qua cho các bạn tham khảo ha. Và địa chỉ cửa hàng của Chất Liễu thì nằm Bình Dương. Các bạn muốn biết chi tiết ở đâu thì có thể liên hệ qua Zalo với số điện thoại là 0383 835 066. Liệu sẽ gửi cái vị trí cửa hàng qua cho các bạn tham khảo ha. Hơn nữa thì bên Liệu sẽ có hỗ trợ là xếp xe và tận nhà này, thu xe cũ đổi lấy xe mới và giảm ngay cho các bạn từ 1 tới 2 triệu. Khi mua xe liên hệ với Chất Liễu nhé. Cảm ơn các bạn.